Các bạn ơi, ở đây có bức tường nè các bạn. Bây giờ mình sẽ núp sau bức tường đó. Đó, cảnh sát bắt được mình đây. Các bạn ơi, tên cướp mới núp sau bức tường rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ phục kích tên cướp nha các bạn. Đang khát mà hết nước. Trời nắng như thế này mà có cây kem thì ăn mát mồm mát miệng nhờ. À, ở đằng kia có kem kìa. Kem đậu xanh, kem đậu đỏ, kem sô-cô-la, kem dưa hấu, kem gì, kem gì cũng có. 5.000 một cây, 5.000 một cây đây. Chú bán kem hả? Chú bán kem, cháu mua kem gì? Bán cho cháu một cây kem sô-cô-la đi chú. Kem sô-cô-la hả? Có ngay. Đây, kem sô-cô-la của cháu đây, ăn đi. Wow, kem ngon thế. Wow. Oh no. Kem ngon quá. Kem của chú bán là phải ngon rồi. Ai gọi điện cho mình giờ này thế ta? Say what? Alo, mua kem hả? Kem ngon quá các bạn ơi. Chị mua kem gì? No. Kem đậu đỏ, kem sô cô la, kem dưa hấu, kem khoai môn. Kem ngon quá các bạn ơi. Mình quên tiền rồi các bạn. Giờ phải làm sao đây? À, mình có cách. Ăn kem mà không trả tiền rồi các bạn. Hả? Cái thùng kem mình mới để đây đâu rồi? Thằng nhóc kia, ăn kem không trả tiền còn cướp thùng kem của mình nữa. Cướp có ai không? Cướp. Mấy ngày rồi chưa bắt được cây cướp nào các bạn ạ. Cướp. Cướp hả? Cướp ở đâu? À, cảnh sát, đây này. Cướp ở đâu? Anh cảnh sát ơi, tên cướp nó cướp thùng kem của tôi, nó chạy hướng này đấy anh cảnh sát. Được rồi, để tôi lấy lại thùng kem cho anh. Tên cướp kìa, đứng lại. Ai kem đây? Kem đậu xanh, kem đậu đỏ, kem dưa hấu, kem sô-cô-la, kem gì, kem gì cũng có đây. Các bạn ơi, chú kia bảo tên cướp nó chạy hướng này, mà nãy giờ tìm không thấy đâu các bạn ạ. Các bạn ơi, tên cướp nó cướp thùng kem, nó ngồi ở kia, nó bán kem kìa các bạn. Tên cướp kìa, đứng lại. Tên cướp kìa, đứng lại. Hả, cảnh sát, chạy thôi các bạn. Tên cướp kìa, đứng lại, trả thùng kem đây. Anh mà bắt được á, là biết tay ăn đây. Tên cướp kìa, đứng lại. Tên cướp kìa, đứng lại. Đừng đá, cảnh sát bắt được kìa chưa. Ủa, rõ ràng mình thấy tên cướp nó chạy hướng này mà. Sao bây giờ không thấy đâu? Có khi nào tên cướp nó nếp sâu chỗ này không các bạn? Tên cướp kìa, đứng lại. Các bạn ơi, ở đây có bức tường này các bạn. Bây giờ mình sẽ nếp sau bức tường này nha các bạn. Anh cảnh sát tuổi gì mà đòi bắt được anh Minh tiền lẻ này. Tên cướp nấp sau bức tường các bạn. Bây giờ mình sẽ phục kích tên cướp nha các bạn. Anh cảnh sát làm sao bắt được mình? Anh cảnh sát tuổi tí các bạn ơi. Thả cái tay ra. Đã bảo thả rồi mà. Các bạn ơi, nhìn cái tay áo hồi xanh xanh, quen quá các bạn ạ. Anh cảnh sát ơi, em biết là anh rồi, anh thả đây. Đi vào phường, không ra gì hết. Đi vào phường. Anh tha cho em đi. Không tha.